could be us. So back to what I was saying. Could be us. Vợ Quách Phú Thanh đáp trả khi bị mỉa mai Phú bà ăn bám. Phương Viện, vợ trẻ của Quách Phú Thanh, đối diện nhiều điều tiếng từ sau khi kết hôn. Cô phản bác thay vì lựa chọn im lặng như mọi khi. Trên trang cá nhân, Phương Viện chia sẻ loạt ảnh mới phong cách gợi cảm, quyến rũ. Ở tuổi 35, bà xã Quách Phú Thanh được khen ngợi sắc vóc, gương mặt thanh tú. Cô còn được ngưỡng mộ vì phong cách thời trang giáp toàn hàng hiệu. Bên cạnh lời khen, Phương Viện đối diện với không ít lời mỉa mai từ cư dân mạng. Đáng chú ý, một tài khoản bình luận, cuộc sống nhàm chán của một phú bà. Phương Viện liền nhanh chóng đáp trả, tôi không phải là phú bà, cuộc sống của tôi cũng rất phong phú, không hề nhàm chán đâu nhé. Phương Viện từ lâu trở thành mục tiêu công kích của một bộ phận khán giả. Một số người cho rằng cô không có công việc hay chí hướng, chỉ giỏi tiêu tiền của chồng. Họ nói thành công nhất của đời người đẹp là lấy được một người vừa giỏi vừa nổi tiếng như Quách Phú Thanh. Phương Viện có cuộc sống sang chảnh nhờ làm vợ Quách Phú Thanh. Tháng 9 năm 2021, Phương Viện bị đồn từng nằm trong đường dây lò luyện sang đại gia. Đây là nơi đào tạo các cô gái trẻ về ngoại hình, kỹ năng để trở nên nổi bật, từng bước tiếp cận với những người đàn ông giàu có. Phương Viện được cho là tuân theo quy tắc trên để từng bước gặp gỡ, chinh phục và thành công làm vợ của Quách Phú Thanh. Tuy nhiên, Phương Viện lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết đã khóc rất nhiều vì áp lực từ những điều tiếng này. Thiên Vương cũng lên tiếng bệnh vực vợ, cho biết sẽ thuê luật sư kiện những người đăng và lan truyền tin nhảm. Phương Viện sinh năm 1987, lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô lên Thượng Hải mưu sinh. Cô trải qua nhiều công việc như kế toán, mẫu ảnh tạp chí trước khi quen biết Quách Phú Thanh và làm vợ anh. Quách Phú Thanh cũng nổi tiếng là người yêu chiều vợ. Việc xuất thân trong bối cảnh không tốt cùng quá khứ chụp những bộ ảnh gợi cảm khiến cô nhận nhiều sự soi xét khi quen Thiên Vương. Năm 2017, cặp đôi tổ chức lễ cưới sau 2 năm hẹn hò. Từ một chân dài kém tiếng, cô bỗng chốc trở thành quý cô giàu có, vợ của tài tử nước tiếng Hoa ngữ.